Xin chào anh em, hôm nay mình xin chia sẻ với anh em về cái am, tức là cái thứ mà mình dùng để đỡ cái hệ thống mic cũng như là những phụ kiện liên quan đến cái mic mà dùng để ghi âm cho những cái audio mình up lên SoundCloud của mình mấy ngày gần đây. Thì mình muốn giới thiệu cái am này bởi vì thứ nhất là nó khá là lạ so với lại những cái am liên quan đến cái microphone, phụ kiện cho microphone mà mình thấy được bán ở trên mạng. Thứ hai là cái giá trị mà nó mang lại, bởi vì là mình thấy nó rất là cứng cáp, nó rất là tiết kiệm không gian, cũng như là cái việc dùng cái em này nó không có cản trở cái việc thao tác với máy tính của mình. Rồi, trước tiên là nói về cái thao tác với máy tính đi. Thì nhìn thấy rằng là khi mình để cái em như vậy á, thì cái miệng của mình nó sẽ nằm ở gần cái mic, tức là gần như là mình làm việc bình thường như vậy, ở góc làm việc của mình. Đó, lâu lâu mình có thể ngả ra như vậy. Thì mình có thể, nếu mình ngã ra thì mình sẽ kéo cái am nó chạy ra như vậy. Đó. Và mình vặn lại, nó rất là cứng để nó vẫn đỡ được cái bình thường như vậy, mình vẫn làm việc. Và gần như cái tầm nhìn của mình đến cái máy tính thì nó không bị ảnh hưởng bởi cái am. Nếu một số cái mà nó treo từ trên xuống hoặc là cái mà nó treo từ trên trái qua như vậy thì mình sẽ bị che một mắt. Còn cái giải pháp mà từ dưới lên như vậy thì gần như là nó không ảnh hưởng đến cái tầm nhìn của mình. Và cái việc mà thao tác giữa cái em với lại mình á, thì nó không đụng nhau. Đây anh em thấy rằng nè, đó cái tay mình đang thao tác với bàn phím này. Đó, và mình có thể chuyển qua chuyển lại những công việc khác của mình vẫn làm mà không ảnh hưởng nhiều đến cái em này. Rồi, đó là về cái chuyện lợi ích của việc dùng nó. Thứ hai là cái việc mà cứng cáp của nó thì nó rất là cứng, bởi vì mình đã dùng khá là nhiều cái loại keyboard đồ khác nhau này nọ, thì cái em này là một cái em rất là cứng cáp. Đó, anh em có thể thấy được là nó vững như vậy nè, những cái tay của nó rất là mạnh và những cái khớp của nó thì lại rất là chắc chắn. Về cái mà chúng ta có thể điều chỉnh được với nó thì nó có tổng cộng là 3 cái khớp. Và ở mỗi khớp ấy, chúng ta đều có thể xoay được rất là nhiều hướng khác nhau. Một cái khớp bắt đầu nối từ cái cây chính gắn lên bàn, nó có một cái tay đòn, đó nó khoảng cỡ này đó, thì nó gắn xuống như đây, nó ngắn khoảng chừng 25 phân. Và sau đó nó có một cái tay đòn khác 20 phân khác. Thì mỗi cái khớp này tổng cộng là 3 khớp, 3 tay đòn, chúng ta đều có chỉnh được rất là nhiều. Ví dụ như là anh em có thể quay sát cái khớp này. Đó. Thì bây giờ chúng ta có thể kéo lên kéo xuống, dịch qua dịch lại. Đó, coi như là gần như là hai cái trục lên xuống như vậy và xoay qua xoay lại, nó đều diễn ra rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Bởi vì do cái nguyên lý hoạt động thông minh của nó dùng những cái bánh răng. Đó. Tổng cộng ở mỗi cái khớp á, nó có 4 cái bánh răng nằm trong bộ chuyển động và 2 cái bánh răng nằm cố định lên trên hai những cái tay, do đó là chúng ta có thể di chuyển được. Và nó rất là cứng, nó là một kim loại rất là cứng. Khi anh em xác định được cái vị trí mà anh em muốn rồi á, thì bây giờ chúng ta sẽ siết lại và anh em thấy là gần như nó sẽ cứng ngắc như là cái vị trí chúng ta siết. Nó có rất là ít cái sự xê dịch, do đó là khi anh em không phải hờ nữa, không phải ướm nữa, tức là khi chúng ta xác định cái vị trí này, chúng ta siết cái vị trí này là xong. Rồi, ở dưới lại còn những cái khớp khác và chúng ta bây giờ có thể di chuyển nó những chỗ này, hoặc là thậm chí là di chuyển nó đi lên những chỗ xa như vậy. Và bây giờ mình sẽ siết nó ở cái vị trí này để anh em thấy được cái sức mạnh của nó. Đó, em thấy là mình để nó ở vị trí đó và mình siết nó, và nó đang đứng ở một cái vị trí lực rất là khó và nó vẫn trụ được rất là ngon lành. Rồi, khó hơn nữa nè, bây giờ mình thử cho anh em thấy là cái vị trí này. Ví dụ mình để cái em như vậy đi, để lúc nào đó mình muốn đứng lên mình nói chuyện. Em thấy rằng là nó sẽ đứng rất là cứng cáp. Đây là cái điểm mình thích ở cái em này, chỉ cần chúng ta siết hai cái cò hơi cứng thôi thì chúng ta có thể bắt nó cố định được cái vị trí chúng ta muốn, và nó rất là cứng cáp. Đây nè, rất là cứng cáp. Không phải lỏng lẻo. Và những cái bộ phận cò hay là chốt của tụi nó làm rất là ngon. Do đó rằng là chỉ cần anh em siết chút xíu thôi là nó đã vào khớp liền. Bởi vì nó dùng những cái khớp, chứ nó không phải dùng cái lực, không phải dùng cái lực ôm cái chốt không cho nó xoay. Và nó gồm những bánh răng. Khi cái răng nó đi vào với nhau thì lúc đó nó sẽ cố định, nó cứng luôn ở vị trí đó. Đó, mình có thể cho nó lên cao như vậy và mình đứng. Lúc này thì cái giọng nói nó sẽ mạnh hơn chút xíu, và có thể giống như kiểu như là ca sĩ đứng. Khi mà anh em đứng như vậy thì các anh em có nhiều hơi để nói hơn là ngồi.
Và cái em này nó chịu được, em thấy là cái tư thế của nó này nó đỡ nè. Nó đỡ bằng những bánh răng, bằng những cái răng xen kẽ vào với nhau. Đó. Đây là cái trạng thái khi mà mình không có dùng nó, tức là khi mình làm việc xong. Thực chất thì một ngày mình chỉ làm việc với nó khoảng đâu một tiếng thôi, cho nên là những cái thời gian không làm việc thì mình để nó gọn vô như vậy. Lúc đầu cần thì mình sẽ lôi ra. Cái quan trọng là khi mình cần, mình lôi nó ra dễ dàng. Và khi mình làm việc xong thì mình chuyện nó còn dễ dàng, mình sẽ bỏ nó ẩn đi trong những không gian khác của mình cho nó dễ dàng, rồi chúng ta làm việc nó không bị vướng víu. Vậy kết lại, cái này nó có gì hay? Một là nó sẽ dễ dàng sử dụng, đạt được cái mục đích chính của nó. Hai là nó rất là cứng cáp, do đó là khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta có cảm giác rất là an tâm, rất là thoải mái, và thao tác của chúng ta nó chắc chắn, nó không bị thừa, nó không bị ướm chừng này nọ. Thì đây chỉ có những cái đồ xịn thì nó mới có được cái như vậy, hoặc là những đồ chuyên nghiệp. Còn thường những cái đồ bình thường khác thì chúng ta không có nhiều cái sự tin tưởng và nó làm việc nó mệt. Thứ ba là cái kết cấu, cái cách thức mà nó có thể thay đổi được cái vị trí nó thông minh, nó dựa vào những cái bánh xe. Do đó là chúng ta không nhất thiết phải dùng cái lực thật mạnh để mà bắp nó, mà những cái bánh xe nó khớp với nhau là nó cứng rồi. Đơn giản vậy thôi, mình chỉ muốn chia sẻ một cái gì đó nó hay trong cuộc sống. Xin chào anh em.